Thì có quá nhiều thân phận. Hiện giờ chúng ta vẫn chưa xác định được đối tượng nào mới là thật. Món quà gặp mặt dành tặng cho đế hoàng địa đã chuẩn bị xong xuôi. Được. Một chuỗi bi kịch liên hoàn, nghi ngờ có liên quan đến Lão Khê. Lão Khê, quả thật là hiếp người quá đáng mà. Tôi phải khiêu chiến với ông ấy. Tiếp theo chúng ta phải đối mặt với một trận tử chiến. Quá quá, nằm xuống, nhìn lên. Giang Đại Kim, em một lòng một dạ hướng về anh như vậy. Nhưng mà trong khi tham lam là liều thuốc độc và dục vọng là con dao hai lưỡi, cái giá nào phải trả cho những quán thù chồng chất? Đừng có tỉnh dậy. Bất ngờ và kịch tính với những diễn biến tiếp theo của bộ phim truyện Đài Loan Hương Vị Cuộc Sống, 19 giờ mỗi ngày trên truyền hình Vĩnh Long 3.